khi vụ án của Vạn Thịnh Phát đang rất nóng với các bản án được tuyên nặng nhất dành cho kẻ chủ mưu Trương Mỹ Lan, thì ở một diễn biến khác trong vụ trọng án của Tân Hoàng Minh cũng đang được đưa ra xét xử. Chủ tịch tập đoàn này là ông Đỗ Anh Dũng đã có những lời khai và đang được luận tội. Vào ngày 19 tháng 3 năm 2024, tại đầu cầu thành phố Hồ Chí Minh, vụ Vạn Thịnh Phát đã đề xuất mức án với tội cao nhất khả năng sẽ bị xét xử tội tử hình của bà Trương Mỹ Lan. Cùng thời điểm tại đầu cầu Hà Nội, Tòa án Nhân dân tiếp tục xét xử vụ đại án của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh. Trước khi tiến hành xét hỏi, hội đồng xét xử yêu cầu cách ly bị cáo Đỗ Anh Dũng để đảm bảo yếu tố khách quan. Sau khi xét hỏi 14 bị cáo, 14 giờ 40 phút, cảnh sát hỗ trợ tư pháp dẫn giải bị cáo Đỗ Anh Dũng, chủ tịch tập đoàn Tân Hoàng Minh vào phiên tòa. Ông Dũng là bị cáo cuối cùng được xét hỏi trong phiên tòa ngày 19 tháng 3. Trước khi xét hỏi bị cáo Dũng, hội đồng xét xử thông báo các bị cáo trước đó đều khai việc phát hành trái phiếu là chủ trương của bị cáo này. Tình hình vào năm 2021, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và một số yếu tố khác nên tập đoàn này đang gặp khó khăn trong việc huy động vốn cho một số dự án của mình. Ông Đỗ Anh Dũng nhận thấy kênh ngân hàng không còn khả thi, nhiều khoản nợ đến hạn nhưng không thể vay được tiếp nữa. Vì vậy mà doanh nghiệp đã họp bàn lên kế hoạch phát hành trái phiếu để huy động vốn. Vì thế mà ông Dũng đã chỉ đạo con trai là Đỗ Hoàng Việt, phó tổng giám đốc, lựa chọn 3 công ty để phát triển trái phiếu là Cung Điện Mùa Đông, Ngôi Sao Việt và Soleil. Bị cáo tự tin với kinh nghiệm 30 năm điều hành doanh nghiệp, nhiều tập đoàn khác cũng đã phát hành hàng triệu tỷ đồng trái phiếu, nên thấy đây là một kênh huy động vốn hiệu quả. Trái phiếu là một hình thức phát hành một tờ giấy để thu lại tiền của các tổ chức. Tờ trái phiếu này sẽ có quy định thời hạn bao lâu sẽ trả cả lãi lẫn gốc cho nhà đầu tư. Nó ít rủi ro hơn cổ phiếu vì cam kết của tổ chức phát hành phải đảm bảo trả đúng lãi suất bất kể công việc kinh doanh có tốt hay không. Ba công ty phát hành trái phiếu là công ty Ngôi Sao Việt, công ty Soleil và công ty Cung Điện Mùa Đông đều thuộc sở hữu của bị cáo Đỗ Anh Dũng. Tuy nhiên kết quả kinh doanh của cả ba công ty thì đều không đạt. Vì thế bị cáo Việt cùng với một số nhân viên của tập đoàn bắt tay với các công ty kiểm toán để mông má số liệu lên, làm đẹp hồ sơ tài chính. Đây là hành động lừa dối cơ quan nhà nước nhằm trục lợi. Sau khi phát hành thành công 9 lô trái phiếu, các bị cáo tiếp tục chạy dòng tiền khống, ký hợp đồng giả cách, giúp tập đoàn Tân Hoàng Minh trở thành trái chủ sở hữu sơ cấp của các lô trái phiếu rồi bán cho nhà đầu tư. Vào ngày 4 tháng 4 năm 2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố văn bản hủy bỏ 9 đợt phát hành trái phiếu của tập đoàn Tân Hoàng Minh. Lý do là bởi vì 3 công ty thành viên của tập đoàn Tân Hoàng Minh Group đã cố tình che giấu và cung cấp thông tin sai sự thật. Các lô trái phiếu từ tháng 7 năm 2021 đến tháng 3 năm 2022 với tổng giá trị vốn huy động là 10.030 tỷ đồng. Các dấu hiệu bất thường trong vụ bê bối trái phiếu của Tân Hoàng Minh, dấu hiệu giả mạo hồ sơ và tài liệu liên quan đến mục đích sử dụng vốn huy động từ kênh trái phiếu Tân Hoàng Minh không đúng như báo cáo tài chính và cam kết ban đầu. Báo cáo tài chính của công ty Ngôi Sao Việt, Cung Điện Mùa Đông, khách sạn Soleil có thông tin giả mạo. Tổ chức phân phối lôi kéo khách hàng cá nhân cung cấp thông tin không đầy đủ, sai bản chất của các trái phiếu để chào bán ra thị trường trái phiếu riêng lẻ. Thông tin sai lệch làm ảnh hưởng đến quyết định đầu tư của nhiều nhà đầu tư khác trên thị trường. Tài sản đảm bảo của Tân Hoàng Minh được thẩm định, thế nhưng định giá không chính xác so với giá trị thực, gây nhầm lẫn cho nhà đầu tư. Với chuỗi hành vi trên, thì cơ quan tố tụng xác định bị cáo Đỗ Anh Dũng cùng với đồng phạm đã chiếm đoạt hơn 8.600 tỷ đồng của 6.630 người bị hại. Do số lượng người tham gia tố tụng rất đông, tòa bố trí 2 hội trường xét xử cỡ lớn cùng với một khu vực rạp ngoài trời. Trong số 6.630 người bị hại được triệu tập, gần 1.000 người đã có mặt, phần lớn trú tại Hà Nội. Thế nhưng cũng có nhiều người đến từ Thanh Hóa, Nghệ An, có người mang theo cả con nhỏ bắt xe khách từ tối hôm trước ra thủ đô cho kịp giờ xét xử. Tuy nhiên, khai trước hội đồng xét xử, bị cáo Dũng khai rằng chưa bao giờ có ý định chiếm đoạt tiền của người dân. Ông ta nói do nhận thức chưa đầy đủ mà đã làm những việc vi phạm pháp luật, đến nay đã biết là sai. Trong thâm tâm, bị cáo chỉ ý thức rằng đây là việc huy động tiền để phục vụ hoạt động kinh doanh cho tập đoàn. Cũng vì thế mà sau khi bị khởi tố và bắt tạm giam, bị cáo đã viết đơn đề nghị cơ quan tố tụng tạo điều kiện cho mình khắc phục hậu quả. Chỉ trong hơn một năm, dù điều kiện rất khó khăn, thông qua 2 lần gặp gia đình, bị cáo đã nộp để khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án với số tiền là hơn 8.600 tỷ đồng, thậm chí thừa 1 tỷ đồng so với thiệt hại bị cáo đã gây ra. Trước khi vụ bê bối này xảy ra, Tân Hoàng Minh là tập đoàn kinh doanh bất động sản hàng đầu Việt Nam, sở hữu nhiều dự án nằm trong khu vực đắc địa, vị trí đất vàng. Tân Hoàng Minh được thành lập từ năm 1993, là một trong những tập đoàn kinh doanh bất động sản lớn tại Việt Nam, sở hữu nhiều khu đất vàng đắc địa tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Lĩnh vực hoạt động của Tân Hoàng Minh bao gồm kinh doanh khách sạn, bất động sản, sản xuất mây che đan, vận tải hành khách.
Vào năm 1998, thì Tân Hoàng Minh hình thành thương hiệu Ratex, sản xuất hàng mây che đan, xuất khẩu đi các nước EU, gặt hái được nhiều thành quả. Vào năm 2001, thì Tân Hoàng Minh phát triển thương hiệu taxi V20 với số lượng xe lên đến 1.000 chiếc, hoạt động chủ yếu ở 3 thành phố lớn: Hà Nội, Sài Gòn và Nha Trang. Từ năm 2006, Tân Hoàng Minh chuyển sang đầu tư bất động sản, nổi tiếng với các dự án mang phong cách kiến trúc Pháp cổ điển, sang trọng và sở hữu vị trí đất vàng. Trong gần 10 năm trở lại đây, Tân Hoàng Minh chuyển đổi lĩnh vực chính sang kinh doanh bất động sản và lĩnh vực tài chính. Từ năm 2018 đến năm 2020, Tân Hoàng Minh phát hành 9 lô trái phiếu để huy động vốn dài hạn từ thị trường. Tân Hoàng Minh Group cũng đạt được nhiều giải thưởng trong quá trình hoạt động kinh doanh lĩnh vực bất động sản, đặc biệt là các dự án The Le Point, Dior Hoàng Cầu, The Palace, Louis, The Capitol, được vinh danh trong nhiều giải thưởng lớn. Thực tế, trái phiếu của Tân Hoàng Minh có lãi suất cực kỳ hấp dẫn, trung bình lãi suất đạt từ khoảng 11 đến 12% một năm. Tuy kỳ hạn có thể khác nhau, thế nhưng tốt hơn nhiều so với tiền gửi ngân hàng. Thêm vào đó, độ rủi ro lại thấp hơn trái phiếu càng nhiều, khiến cho nhiều nhà đầu tư tin tưởng. Vụ bê bối trái phiếu Tân Hoàng Minh ảnh hưởng nhiều đến các nhà đầu tư, khiến nhiều người lo lắng về số tiền mình đã đầu tư vào. Vấn đề pháp lý phức tạp khiến việc thanh khoản hợp đồng không được thực hiện. Nhà đầu tư không phải là trái chủ thực sự của trái phiếu đã mua. Bên cạnh đó, tình hình tài chính của Tân Hoàng Minh cũng không khả quan. Vào năm 2020, tổng tài sản của công ty mẹ lên đến 20.000 tỷ đồng, thế nhưng nợ phải trả lên đến 13.100 tỷ đồng. Kết quả kinh doanh của Tân Hoàng Minh trong năm 2020 báo lỗ 2.480 tỷ đồng. Mặc dù đã được đơn vị phát hành cam kết trả lại tiền cho người tham gia, tuy nhiên sau nửa năm vụ bê bối trái phiếu nhà đầu tư vẫn chưa nhận được tiền như cam kết. Những người bị hại trong vụ án Tân Hoàng Minh được chia làm hai loại. Loại đầu tiên là những người có quen biết ở các ngân hàng, các tổ chức bảo lãnh phát hành lôi kéo, phần lớn họ cả nể để cho người quen đủ chỉ tiêu chứ không hẳn là vì đam mê lãi suất mà Đỗ Anh Dũng và đồng phạm đưa ra. Thứ hai là những người thực sự tin đây là kênh đầu tư sinh lợi. Một người bị hại sống tại Hà Nội đã thừa nhận thấy tập đoàn Tân Hoàng Minh hùng mạnh. Bà từ lời giới thiệu của một nhân viên ngân hàng đã thấy hấp dẫn và quyết định xuống tiền tới 500 triệu đồng mà không mấy dò dự. Chẳng những vậy, bà còn rủ con ruột bỏ thêm 2 tỷ nữa với hy vọng sinh ra lãi lớn. Những vụ án lớn như Tân Hoàng Minh hay Vạn Thịnh Phát đều cho thấy sự táo tợn, coi thường pháp luật. Các bị cáo có nhận thức bình thường, hiểu rõ về cơ chế và các điều luật, thế nhưng cố tình làm sai, cho thấy chúng ta vẫn có nhiều lỗ hổng lớn. Đặc biệt, lỗ hổng nguy hiểm nhất là lực lượng cán bộ nhà nước tiếp tay cho những kẻ làm sai để trục lợi, gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhà nước và người dân. Vấn đề này cần phải được xử lý nghiêm để mang tính răn đe, bởi vì khi đã xảy ra thiệt hại thì sẽ rất khó khắc phục được hậu quả hoàn toàn. Trên đây là những thông tin về vụ bê bối trái phiếu Tân Hoàng Minh và cách lách luật của doanh nghiệp này. Thị trường tài chính luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Vì thế, nhà đầu tư cần cân nhắc kỹ lưỡng để có được chiến lược đầu tư an toàn nhất.